Liên quan đến tình trạng xả rác bừa bãi gây ô nhiễm môi trường trên quốc lộ 1A đoạn qua phường Long Bình Tân, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai mà chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Đồng Nai đã phản ánh, Ủy ban nhân dân phường Long Bình Tân đã tổ chức lực lượng thu gom để xử lý rác thải khu vực này. Theo đó, Ủy ban nhân dân phường Long Bình Tân đã huy động lực lượng đoàn viên thanh niên tổ chức thu gom rác thải đoạn từ cầu vượt ngã tư Vũng Tàu đến ngã tư Bùng Nước. Sau khi thu gom, Ủy ban dân phường đã phối hợp với đơn vị công ty cổ phần môi trường Sonadeji vận chuyển lượng rác thải này về khu vực xử lý tập trung để xử lý theo quy định. Trước đó, tình trạng các loại rác được người dân vứt xả một cách tràn lan trên quốc lộ 1A, đoạn qua phường Long Bình Tân, thành phố Biên Hòa. Dù có bản cấm nhưng rác thì vẫn tràn ngập. Đủ thứ rác được vứt xả một cách vô tội vạ ngay bên đường quốc lộ kéo dài hàng trăm mét không chỉ gây ô nhiễm môi trường, mà còn làm mất đi vẻ mỹ quan đô thị Biên Hòa trong mắt du khách và những người lưu thông phương tiện trên quốc lộ 1A.